đến đồn biên phòng cửa khẩu Giang Thành, đứng chân trên địa bàn xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, giáp với tỉnh Campot, Vương quốc Campuchia. Nhiệm vụ bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới dài hơn 12 km, trong đó còn 7,3 km chưa cắm mốc phân giới. Chính vì vậy, tình hình trật tự xã hội trên địa bàn thường xuyên diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng qua lại biên giới trái phép. Trong năm 2022, qua tuần tra kiểm soát, lực lượng bộ đội biên phòng thuộc đồn biên phòng cửa khẩu Giang Thành đã phát hiện và bắt giữ 21 vụ buôn lậu, 2 vụ nhập cảnh trái phép, bàn giao công an tỉnh Kiên Giang xử lý. Hàng năm, đồn cửa khẩu Giang Thành đã tiến hành làm các kế hoạch phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn, tổ chức tuần tra song phương, duy trì an ninh trật tự ở khu vực biên giới được phân công rất nhịp nhàng và có hiệu quả. Đồn biên phòng cửa khẩu Giang Thành đã chỉ đạo cho các lực lượng ở cấp trạm, đội xây dựng các kế hoạch tuần tra mật phục khép kín, duy trì an ninh trật tự, đảm bảo tốt trong quá trình xây dựng bảo vệ biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác đúng theo hiệp định, hiệp nghị đã ký kết giữa nhà nước Việt Nam và Vương quốc Campuchia. Trong năm, đơn vị đã tổ chức bắt 23 vụ, trong đó có 2 vụ xuất nhập cảnh trái phép. Đơn vị đã hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ, bàn giao cho công an tỉnh truy tố theo quy định của pháp luật. Với khẩu hiệu đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt, cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện nghiêm mệnh lệnh của người chỉ huy, duy trì tổ chức tuần tra, canh gác dọc tuyến biên giới, bám địa bàn và phối hợp chặt, trao đổi thường xuyên với lực lượng chức năng Campuchia trong việc đảm bảo an ninh trật tự. Duy trì tổ tuần tra, thực hiện tuần tra bảo vệ đường biên mốc quốc giới, không để vi phạm chủ quyền, không được và không để tình trạng người xuất nhập cảnh trái phép. Để thực hiện tốt những công tác đấy, chúng tôi phải tổ chức tuần tra mật phục ngày và đêm, tổ tuần tra thường xuyên bất ngờ đột xuất để đảm bảo giữ vững đường biên mốc quốc giới. Tôi luôn lấy nhiệt huyết của một người quân nhân để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của cấp trên giao phó, cũng như đảm bảo cho người dân khu biên giới có đời sống ấm no hạnh phúc. Cùng với việc thực hiện tuần tra canh gác, cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Giang Thành còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng đứng chân trên địa bàn tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các văn bản liên quan đến các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Nhờ đó mà trong năm qua, trên địa bàn đơn vị phụ trách không có trường hợp nào xuất nhập cảnh trái phép. Là công tác quản lý bảo vệ đường biên cột mốc trong thời gian qua đối với người dân á, thì nâng cao cái vai trò trách nhiệm từng công dân đó, có trách nhiệm quản lý bảo vệ đường biên cột mốc đó. Khi mà phát hiện một vấn đề gì mà đáng nghi vấn thì hầu như là người dân thì báo với bộ đội biên phòng cũng như là lực lượng ở địa phương để cùng nhau phối hợp xử lý kịp thời. Trọng tâm của năm 2023 là Đảng ủy, Ban chỉ huy đồn cửa khẩu Giang Thành sẽ tiếp tục làm những kế hoạch sát với tình hình thực tế, duy trì an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, nòng cốt là lực lượng biên phòng, tổ chức phối hợp với công an, huyện đội và các cơ quan chức năng đóng quân trên địa bàn làm tốt nhiệm vụ phối hợp để duy trì an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới một cách nhịp nhàng, đảm bảo và có hiệu quả. Phối hợp giữa hai bên là lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn, nhất là tiểu đoàn cảnh sát bảo vệ biên giới, thì chúng tôi có hình thức trao đổi, xây dựng kế hoạch, hội đàm, kịp thời phản ánh những thông tin liên quan đến an ninh biên giới để cùng phối hợp một cách hiệu quả, nhịp nhàng và tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của hai bên. Nhọc nhằn vẫn còn đó, nhưng bằng tinh thần trách nhiệm với tổ quốc, các chiến sĩ quân hàm xanh luôn bám chặt đường biên cột mốc, xây dựng thế trận lòng dân, chung sức bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh biên giới.